đẹp giống như anh Đan Trường nè, người đàn ông của gia đình giống như anh Hiếu Hiền nè, hiền lành điềm đạm giống như anh Quyền Linh, ga lăng giống như Trấn Thành. Hiền Trường Thành Linh. Không hút thuốc, có uống rượu không? Dạ, bia cũng có 10 chai. Trời ơi, 10 chai là em thấy nó hơi nhiều rồi. Nếu mà có thể thì giảm lại đi. 4 lần trở lại à, 4 lần. Em tên là Khu Quang Hiếu, em 34 tuổi, em đến từ quê hương Vĩnh Long. Hiếu làm gì? Dạ, em làm bên thi công lao phong với làm bên xây dựng. Thi công lao công là sao? Dạ, lao phong, lao phong. Dạ, lao phong nhà. Lao phong ở trong đây, lao phong, tôi nghe lao công. Em giới thiệu đi. Trước tiên thì em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Đó. Chào bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Yến, 29 tuổi. Hiện là em đang làm kế toán ở Hủ Tiếu Nguyên Quán Bến Tre. Trời ơi, quá dạ. Gần luôn nè. Linh nói Vân nghe nha. Nhà của bạn gái, nhà bạn trai chỉ cách cây cầu Cổ Chiên thôi. Nhanh lắm. Dạ. Cầu đi qua Vĩnh Long đó, gần lắm. Qua Trà Vinh luôn. Dạ. Rồi đàn gái cho tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm đi. Ưu điểm cũng như khuyết điểm của em đó là dễ tin người, hơi thật thà chút. Điều đó tốt mà. Em biết nấu ăn với lại thích học những món ăn mới. Có khuyết điểm gì không em? Em hơi bị nóng tính, khó chịu nữa. Em điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh là em cũng không hút thuốc, thích làm công việc và nhạy bén trong công việc. Không hút thuốc, có uống rượu không? Dạ có. Rồi xây dựng mà uống chút chút thôi. Uống nhiều không em? Dạ, bia cũng có 10 chai. Trời ơi. Dạ, điểm yếu là cũng như ngủ hay chưa. Cái sở thích của em á? Em thích đi du lịch. Trong nước hay ngoài nước? Dạ, em thích đi Mỹ. Mỹ Tho được không? Dạ. Mỹ Tho. Phải anh, cái đó là thuộc trong nước rồi anh. Cái nếu mà chưa được đi Mỹ thì mình đi ghé ngang Mỹ Tho. Nếu có vé đi du lịch được á thì sao này về anh coi với em cũng thể là đi một chuyến được. Cái đó là cái mà anh nghĩ rằng nó cũng không xa lắm đâu. Dạ. Bởi vì giờ vé đi Mỹ nó cũng không đến nỗi cao. Đi theo tour không đúng có rồi. Nhiều đâu. Được, Vân, cái đó là ước mơ trong tầm tay chị được. Vân đi Mỹ hoài nè. Không có vấn đề bữa gì. Bữa nào ké máy bay chị đi. Em thích qua ly với lại thú bông. Nhưng mà em không thích động vật. Vậy thì em hồi nó sẽ ước mơ cho thành hiện thực. Anh sẽ tặng wow. Em một con bông. Chúc em con. Sở thích của em là gì? Thích kiếm tiền. Và thích cũng thích đi du lịch nữa. Nhưng mà chưa có điều kiện đi. Tại vì làm công việc nếu có điều kiện, có bạn gái cùng hợp ý đi thì em sẵn sàng đi du lịch. Cái ước mơ kiếm tiền của em được đó. Rồi cái chuyện tình yêu của em sao rồi? Dạ có. Nhưng mà mới có mấy tháng rồi xong rồi chia tay rồi. Ồ vậy đó hả? Lâu chưa? Em chia tay bạn đó là năm 2014. Em yêu có mấy tháng sao mà chia tay em? Nói chung là hay ăn hiếp em một xíu nên là ở nhà em không thích cho nên là tụi em chia tay. Dạ, mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng có một mối tình đơn phương. Tôi thấy bạn gái đó dễ thương của mình, theo đuổi mình quan tâm nhưng mà người ta không có quan tâm lại nên không đi được tới đâu hết. Quan tâm gì? Ví dụ cũng như mình chăm sóc, mình điện thoại, mình hỏi thăm, mua quà, mình đồng tặng. Mua quà gì? Quà hay là... Quà gì? Quà hồng. À. Vậy là ta thích hoa ly ông ơi, bên đây ta thích hoa ly ông ơi. Nhưng mà tại vì lúc trước mối tình là cũ, còn bây giờ mối tình mới này thì đổi hoa ly nha, đổi hoa ly nha. Dạ. Một chàng trai 34 tuổi mà chưa có mối tình dắt dai nào hết trơn á, còn trong trắng. Bên đây ta Trinh Nguyên nè. Em có hung lần nào chưa? Rồi có hung mẹ không? Rồi có hung mẹ không? Hung mẹ thì nói gì? Ôi trời ơi, đáng yêu quá vậy trời ơi. Em có cảm giác em nằm mơ em hung người nào chưa? Nằm mơ thì có. Có hả? Cảm giác con sao kể nó nghe coi. Thức dậy quên rồi. Thức dậy quên rồi. Quên rồi, người ta không có cái hình bóng cụ thể. Nói trời. Nghe nè, thế em có cái hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ để mà em yêu? Dạ có. Dù cao mà nó dùng nói chuyện mà nó ngọt ngào, nó với có cá tính chút xíu. Rồi bên kia. Em sao? Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đẹp giống như anh Đan Trường nè. Xong rồi phải là người đàn ông của gia đình giống như anh Hiếu Hiền nè. Và tính tình phải hiền lành, điềm đạm giống như anh Quyền Linh. Và đặc biệt cái nữa phải ga lăng giống như Trấn Thành. 4 năm trong một. Anh cũng đạt được cái tiêu chuẩn là cũng như hiền và như Đan Trường thì cũng không nói là 100%, nhưng vậy là cái anh của 70% em là được. Hiền Trường Thành Linh. Dạ chào anh Quyền Linh. Chào em gái dễ thương mà. Trắng thiệt á, có trắng. Dạ chào chị. Có thằng trai gì đó. Thằng trai hiền lành. 34 tuổi còn Trinh Nguyên nha. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra thì bạn trai em muốn là cao bao nhiêu? Dạ 1m65 trở lên chị.
Da trắng hay đen? Da trắng. Uống rượu ít thôi, nhưng mà 10 chai là em thấy nó hơi nhiều rồi. Nếu mà có thể thì giảm lại đi. 4 lon trở lại à? 4 lon trở lại thôi. Dạ. Em có tài lẻ gì không? Dạ em thì cũng có thích chơi thể thao. Văn nghệ thì cũng hơi dở nhưng mà cũng biết tí xíu. Em thích nhất cái điều gì ở bạn gái em? Thích nhất điều bạn gái là chân thật và không nói dối. Bây giờ nói người ta khó chịu quá rồi em chịu nổi không? Dạ chịu, tại tính tình. Tại em cũng tính em rất là kiên nhẫn. Lúc mà em xỉn rồi thì em sao? Dạ xỉn rồi, giờ em ngủ. Nhưng mà nhậu xỉn quá, mức độ của em là đi về là tự lo nha. Em không có chăm sóc, cái này đi. Nói trước anh, luôn. Anh sao không có nhậu tới mà xỉn với đâu em. Coi tôi gặp bạn đàn gái kia đi. Kính chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Kính chào toàn thể quý vị có mặt trong khán phòng. Chào cháu trai. Dạ, xin chào cô. Tôi là dì ruột của bé Yến. Thế cháu trai ở đây thì đứng về góc độ của một người dì thì tôi thấy được, nhìn bề ngoài thì cũng rất là hiền và cũng có một công việc ổn định. Chỉ còn một chút xíu thắc mắc thôi, đó là nghe nói nhậu hơi nhiều. Nếu được thì mình hạn chế một chút. Với lại thêm một cái điều kiện nữa là Vĩnh Long với Bến Tre là hai cái tỉnh nó cũng rất là gần. Đây là cái điều kiện mà gia đình cũng thấy là rất là ổn. Dì ba thì thấy ok hay Yến? Có dì ba là ok hay Yến? Cảm ơn dì ba nha. Dạ con cảm ơn cô. Bỏ nhậu được không? Dạ dạ được. Tại vì công việc giao lưu với bạn bè này cũng hạn chế lại được. Mình hạn chế là được rồi. Dạ dạ. Rồi hôm nay chú rể đi với ai? Dạ con đi với cha, với anh, chị dâu và em trai út với em dâu. Dạ trước tiên thì em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái bên kia với hai anh chị. Em là em út. Chị bên đây thì rất phù hợp với anh Hiếu. Nếu như mà chị về chị làm chị dâu của em thì em nghĩ những vấn đề đó thì rất là đơn giản. Tại anh em rất là hiền và đặc biệt một cái là tính ảnh rất là thương vợ. Em nhìn em trai đó với ba đó, Hiếu giống ba với em hiền trai vậy đó. Em trai nó đô nhiêu thì chú gầy bấy nhiêu. Lo cho con quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt ha. Đúng rồi, mở rào bắt đầu đi Hiếu. Dạ hết hồn dơ quá trời rồi đó Hiếu. Tới đi. Em có món quà gửi anh. Rồi, cũng có món quà tặng cho em. Em cảm ơn. Cái này đứa nó còn nữa, đứng im. Đúng, đúng nhiều bông luôn nè cưng. Rồi, tặng cho em. Dạ, rồi, em cảm ơn. Em giấu yêu ơi, anh Lan đi tìm em 20 năm để chờ cả đời yêu thương. Tiếp, tiếp. Xin em hãy theo anh đi về quê hương Vĩnh Long yêu dấu. Còn để chờ gì nữa, hãy theo anh về quê... ta xây một ngôi nhà hạnh phúc. Này là bị sấm sét ái tình hay sao á? Mà giờ từ hát mà chuyển qua đọc ơi. Luôn là sao trời. Em chị hỏi này, cái nhà này là tự tay em làm hả? Mấy ngày? Dạ làm 2 ngày. 2 ngày hả? Dạ. Đó là tự tay người ta làm đó nha em. Dạ. Lần đầu tiên em gặp anh thì em thấy như thế nào? Thấy anh cũng thật thà, cũng ừ. Vui. Còn anh thấy em như thế nào? Thế có em... nóng tính giống như lúc nãy em nói không? Thì nghe nói nóng tính nhưng mà giờ thì gặp mặt thì nghe nói nó cũng hiền chứ không có nóng tính. Không, cái này là nhìn mặt rồi không có thể nào mà nói là dùng từ nghe nói được. Đúng không? Thì thấy bây giờ thấy hiện thực thì thấy cũng hiền. Anh có thích trẻ con không? Thích. Anh có thể giữ một đứa bé trong vòng bao lâu? Thì giữ cả ngày cũng bình thường. Nói chung là tùy theo lúc. Tính em cũng giống như những cái người già, nói chung hơi bị cổ hủ một chút. Ngày thường thì em rất là con nít. Không, tính này thì nếu ấy thì anh chịu được, không sao hết. Nếu mà yêu trẻ con thì sẽ giữ em được thôi. Còn nếu không yêu trẻ con không giữ được em đâu, này em nói trước. Rồi nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh qua bên này thăm em một lần? Tại công việc của em là nói chung là ít khi được nghỉ đó. Thời gian nào rảnh, bữa nào ví dụ một tuần đó, thứ bảy chủ nhật hay gì đó thì bữa nào em rảnh thì em nói anh chạy qua. Đợi nói mới qua được chứ không tự nhiên, không tạo bất ngờ được hả? Nói chung là em lúc nãy em cũng có nói là em thích một người lãng mạn giống như Trấn Thành, tuy là phải chăm sóc gia đình như Quyền Linh nhưng ủa lộn ơi, như là Hiếu Hiền và là Hiền như anh Quyền Linh, nhưng mà em cũng muốn có sự lãng mạn. Hẳn ví dụ anh cũng phải cũng đi bất ngờ chứ, tại vì thí dụ cũng đi qua bất ngờ để tìm hiểu coi bên nhà hay bạn gái của mình như thế nào chứ. Giờ... anh có thể mở món quà đó cho mọi người xem được. Wow. Trời ơi, cái gì đẹp quá vậy? Dạ, cái đó này là cây cải mầm do chính ta em trồng.
mầm giá đó, đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này không phải là giá, này là cãi anh lên. Dạ đúng rồi. Bây giờ em thể hiện cái gì cho bạn gái thấy sức khỏe rồi coi chứ thấy yếu quá. Chuẩn bị nha, chứng minh sức mạnh của đàn ông cho phụ nữ thấy nào. Chào quý khán giả, anh Nho Ha CEO, anh Nho Ha CEO. Xin biểu diễn bài nhập môn quyền của Taekwondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7. Ê! 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 Ôi ơi! Ôi, là giật mình luôn. Một bài đó nha, một bài đó. Cái này em nghi về chắc có vấn đề gì, chắc em ăn nấm trước quá, chưa gì em thấy nấm như mặt em sẵn rồi. 1, 2, 3, 4. Trong vòng 3 tiếng đếm thôi, hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có thật sự rung động chưa. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm hay không là quyền của các bạn. Ủa, em có bấm không? Dạ có. Em có bấm không? Dạ có. Có bấm. Rung không em? Dạ không rung. Ngắm tay đi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cầm lấy và vào đó xem những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi em trai. Dạ. Bắt đầu đi em. Dạ. Không. Không. Giữ cải đi, hồi về hai đứa xào ăn. Cái này ăn sống trộn gỏi được. Ăn sống luôn hả? Đúng rồi, tại cái này là trồng bằng nước sạch, có thể ăn tại chỗ luôn. Trời ơi, biểu gì nghe nấy à, trời đất ơi. Thấy thương gì đâu á. Em mời em. Dạ, mời cô. Được rồi, cảm ơn em. Đút đi, nhiều nhiều vô. Sản phẩm em trồng nên em được tự tin nha. Hồi nãy chị đã khuyên em rồi, em phải ăn trọn gói. Em đừng có chia cái này cho ai hết trơn trọi đó. Chia sẻ là vui hạnh phúc mà.